vừa ăn vừa đọc sách là một cái thú vui cực kỳ tao nhẹ. Ta nói nó ngon. Không phải tôi quay clip nên tôi khoe các bạn ăn chôm chôm đâu. Cái đó là có gì đâu khoe. Nhưng mà tôi đang cung cấp chất khoáng cho cơ thể và nước cho cơ thể. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có rất nhiều bạn đặt mục tiêu rằng ăn những đồ ăn thật là tốt, ăn cực kỳ tốt và sau đó bạn sẽ giảm cân. Nhưng mà tin buồn với các bạn rằng nếu mà các bạn chỉ phụ thuộc vào vấn đề ăn thì các bạn sẽ phá sản cái kế hoạch giảm cân của bạn một cách rất nhanh và rất dễ. Tại vì sao? Tại vì như thế này, cơ thể của các bạn điều đầu tiên đó là một cái vấn đề, đó là sự trao đổi chất. Khi cơ thể của các bạn, rồi đợi tôi một chút nha, rồi ngừng video đợi xíu, ngừng bên này nha. Rồi sự trao đổi chất là gì? Người ta vẫn tìm thấy một cái sự khác biệt giữa việc khi mà cơ thể của bạn trao đổi chất chậm thì quá trình tăng cân của bạn sẽ diễn ra nhanh hơn. Đó là vấn đề của việc là cùng một lượng calorie khi ăn vào, cơ thể mỗi người sẽ có sự hấp thu khác nhau. Cùng một trọng lượng cơ thể, cùng một cái chỉ số BMI là tính cái tỷ lệ chiều cao trên cân nặng bằng nhau, nhưng quá trình trao đổi chất diễn ra khác nhau. Cùng độ tuổi như nhau, quá trình trao đổi chất vẫn diễn ra khác nhau. Đó là sẽ là lý do dẫn ra một việc là có những người mà hít không khí cũng mập, mà có những người ăn hoài cũng ốm. Nhưng về thực chất và bản chất, có phải là việc ăn uống của bạn nó ảnh hưởng đến cái việc mà cân nặng của bạn không? Điều đó nó phụ thuộc vào việc lịch sử ăn uống của bạn. Rồi, giải thích gì cho dễ hiểu ha. Sự trao đổi chất cho các quá trình hóa học thiết yếu của cơ thể bao gồm thu năng lượng từ thực phẩm và sử dụng nó để xây dựng các phân tử, đồng thời sửa chữa cấp tế bào của các bạn trong một khoảng thời gian dài. Đi theo đó là lịch sử nhiều năm của quá trình cấu trúc cấp tế bào trong cơ thể của bạn. À, cái này quan trọng nha. Nhớ nhớ ghi rõ từng, nhớ nhớ từng chữ này nha. Điều này rất là quan trọng, nó sẽ lý giải cho bạn cái câu hỏi là tại sao cái kế hoạch của bạn là chỉ có ăn không vẫn giảm cân, nó sẽ cực kỳ dễ phá sản và bạn sẽ thất bại nha. Rồi, chúng ta đốt cháy khoảng 40 đến 70% năng lượng mỗi ngày cho chức năng trao đổi chất cơ bản này. Tỷ lệ sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta hoạt động thể chất tích cực đến mức nào. Ok, nghe rõ không nha? Rồi mình đọc lại nè. Trao đổi chất là quá trình hóa học thiết yếu cơ thể bao gồm năng lượng từ thực phẩm, sử dụng nó để xây dựng các phân tử, đồng thời sửa chữa của cấp tế bào theo quá trình lịch sử của cơ thể của bạn trong nhiều năm. Rồi, yếu tố này rất là quan trọng. Nó rất quan trọng ở đây, lý giải cho việc là khi mà giả dụ ở đây cơ thể của bạn, bạn có một cái khối lượng vận động thể chất nhiều và nhiều năm, ở đây là nhiều và nhiều năm, thì đồng nghĩa là sao? Cơ thể của bạn nó sẽ có một cái khối lượng cơ rất là nhanh, rất là lớn. Bạn có thể đạt được tốc độ cơ thể rất là nhanh như thế này. Ví dụ như tay của bạn, bạn có thể vung ra thu vô một cái cách rất là nhanh. Đồng nghĩa với việc, ví dụ bạn thấy bắp tay của tôi rất là to, mà tôi có thể vung ra thu vô rất là nhanh. Đồng nghĩa là khối lượng và tỷ suất khối cơ bắp trên cái thể tích của cơ thể nó lớn. Đồng nghĩa với việc là cơ thể của bạn nó sẽ khuyến khích bạn hai những cái vấn đề sau. Một là bạn sẽ luôn tập luyện cường độ vừa và cao để duy trì cái tỷ suất khối cơ bắp đó của cơ thể bạn. Hai là bởi vì bạn luôn luôn được khuyến khích và kích thích dựa trong não của bạn và những điều ghi nhớ trong não của bạn về việc tập luyện đều đặn và thường xuyên, nên cơ thể của bạn nó sẽ luôn luôn xảy ra vấn đề, đó là sửa chữa cấp tế bào. Vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì ví dụ như cho dễ hiểu, ví dụ đây như đây là một cái cục tạ đúng không? Khi bạn duỗi tay ra, bạn co tay vào,
lặp lại như vậy nhiều lần. Ví dụ như cái này không phải là quả bí đao cung cấp cho bạn nhiều vitamin mà nó là một cục tạ khoảng tầm 4 đến 5 kg, thì khi bạn duỗi ra co lại nhiều lần như vậy, có phải là bạn sẽ cảm thấy căng cơ, có phải bạn cảm thấy mỏi cơ? Đó là quá trình tổn thương cấp tế bào, tổn thương sợi ti thể trong những cái bó cơ. Và khi đó cơ thể của bạn nó sẽ cần rất nhiều vitamin, các chất khoáng, trái cây, củ, rồi tôm này, đó, gà này, đó, nó còn rất nhiều dinh dưỡng để tái cấu trúc cơ thể của các bạn. Rồi, với người bình thường bạn sẽ chỉ cần ăn khoảng tầm 1 gram gà trên 1 kg trọng lượng cơ thể của bạn. 1 gram thịt, 1 gram chất đạm chứ, tôi xin lỗi. Nghĩa là ví dụ như cái hộp này là nhiêu? 400 má đùi gà 442 gram, giá là 20.000. Với 442 gram má đùi gà này bạn sẽ chỉ có cái phần thịt nạc bạn ăn được, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 250 gram. Với khoảng tầm 100 gram thịt nạc đùi gà ăn được, cơ thể của bạn nó sẽ có khoảng tầm 20 gram protein. Nghĩa là nếu trọng lượng cơ thể của bạn khoảng 45 kg thì mỗi ngày bạn ăn cỡ một hộp này là nó cũng khá là dư rồi. Tuy nhiên vấn đề ở đây là làm sao để mà bạn có thể gia tăng cái lượng thịt cá, gia tăng lượng rau trong cơ thể của bạn và đẩy nhanh cái quá trình trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất được đẩy nhanh khi cơ thể của bạn vận động thể chất nhiều hơn và sử dụng năng lượng nhiều hơn cho quá trình sửa chữa cấp tế bào. Nhớ nha, điều này cũng rất là quan trọng ha. Rồi, hãy ghi nhớ điều này, với mỗi 1 kg trọng lượng cơ thể của bạn, bạn sẽ còn khoảng tầm 1 gram protein. Đó là ở mức người bình thường. Người bình thường bạn chỉ còn ăn như vậy thôi. Bạn không phải là vận động viên mà không cần phải khối lượng cơ bắp quá lớn. Bạn còn ăn một khối lượng như vậy để làm gì? Để bạn có sức khỏe, bạn có sức để bạn tập, bạn có sức để bạn bưng được cái cục tạ nó nặng hơn. Để làm gì? Để cơ thể của bạn nó đẩy nhanh cái quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể của bạn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, bạn sử dụng năng lượng nhiều hơn. Cái mức mà khoảng tầm từ 40 của một người sử dụng 40% năng lượng của trao đổi chất với một người sử dụng 70 thậm chí là 80% năng lượng của quá trình trao đổi chất, khi mà tăng nhanh, khi mà gia tăng lên như vậy là một khoảng thời, cái khoảng cách nó rất là lớn. Cái khoảng cách này nó diễn ra một cách thường xuyên và đều đặn khi cơ thể của bạn nó được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Rồi, ở đây chúng ta có như thế này gọi là đầy đủ dưỡng chất. Tất nhiên là bạn sẽ cần phải ăn cơm. Trong cơm nó có tinh bột, nó cung cấp gluco trên cho cơ thể của bạn để có năng lượng ha. Ví dụ như trước buổi tập thì bạn có thể ăn khoảng tầm nửa chén cơm với một lát thịt gà kèm thêm rau. Sau tập bạn ăn lặp lại như vậy, đúng không? Rồi, còn khi mà bạn muốn một meal plan chi tiết thì bạn có thể inbox fanpage để đăng ký học online của bạn Office.net. Nhưng hãy nhớ một điều là cái kế hoạch của bạn, cái kế hoạch mà bạn giảm cân ấy, nó sẽ rất dễ dàng phá sản nếu mà bạn chỉ chú trọng vào việc là bạn chỉ ăn đúng. Giống như tôi nói, trước tập nửa chén cơm gà với rau, sau tập nửa chén cơm gà với rau hoặc gà với tôm. Nhưng mà điều này nó chỉ đúng khi có cái chữ tập ở giữa cái quá trình ăn. Tại vì sao? Khi cơ thể của bạn nó không vận động nhiều, nó không vận động thể chất nhiều, cái sự tổn thương ở cấp độ tế bào của bạn nó không diễn ra hoặc là ít diễn ra. Khi bạn ngồi như thế này, bạn ngồi, bạn làm việc, bạn ngồi, bạn gõ máy tính, bạn ngồi, bạn quay clip, cái sức ép và lực hút của trái đất nó ở mức bình thường, nó không gia tăng sức ép lên khối cơ bắp cũng như cái trọng lượng xương trong cơ thể của các bạn, cũng giống như là mật độ canxi. Đó là lý do vì sao mà hơi lái qua vấn đề một xíu, là nhiều bạn ở độ tuổi học sinh, ở độ tuổi thiếu niên, các bạn sẽ rất khó phát triển chiều cao nếu mà bạn không vận động. Bởi vì trong quá trình mà bạn vận động, các tế bào, mật độ canxi của xương nó sẽ luôn luôn được tái tạo và tạo thành một cái khối xương dày hơn, to hơn, nặng hơn, dài hơn, bự hơn. Rồi, ở độ tuổi khoảng tầm từ tuổi trung niên như mình, ba mấy trở lên, rồi cơ thể của đa phần mọi người sẽ thường hay bị loãng xương. Loãng xương là cái hiện tượng cái mật độ canxi trong một cái ống xương nó ít đi, thì khi đó cơ thể sẽ mất khả năng hoặc là ít khả năng chịu tải, dẫn đến những vấn đề ví dụ như dễ bị rạn xương, dễ bị nứt xương, rồi dễ bị té, bị chấn thương, rồi sức nâng của cơ thể nó yếu.
mà trong khi nó phải tải một cái khối lượng mỡ rất là nhiều của nhiều năm ngồi văn phòng làm việc mà không vận động. Vậy nên để cơ thể của bạn giảm cân và cái kế hoạch giảm cân của bạn nó được thành công, nó không có bị phá sản, thì cái điều quan trọng là bạn phải tập luyện một cách đầy đủ và nghiêm túc ở mức vừa đủ để cơ thể của bạn, dùng một từ ngữ khoa học nó hơi khó hiểu đó là tập luyện ở mức vừa đủ để cơ thể của bạn có một cái sự tổn thương ở cấp độ tế bào một cách hợp lý. Thì khi đó còn dùng cái từ bình dân á, là bạn tập vừa đủ để mà nó căng cơ. Dễ hiểu nha, tại bạn tập vừa đủ để mà bạn căng cơ, bạn tập vừa đủ để bạn mệt, thì khi bạn mệt mà bạn căng cơ đó là triệu chứng rất là tốt. Nên rất nhiều bạn có một cái sự hoang mang không hề nhẹ, đó là khi mới tập, anh ơi em bị căng cơ quá, anh ơi em bị mỏi cơ quá, anh ơi em bị mỏi đùi quá, em có bị sao không anh? Ồ rất tốt, không sao đâu bạn. Đó là một cái quá trình mà cơ thể của bạn nó đang gia tăng dần cái thói quen trao đổi chất, nó gia tăng dần cái khối lượng cơ bắp trên cơ thể của bạn, nó gia tăng dần cái sự tốc độ, cái thể lực của bạn. Và khi những yếu tố đó gia tăng, cơ thể của bạn nó tăng cường cái khả năng sử dụng năng lượng thừa trong một ngày, kết hợp với việc bạn ăn đúng, ví dụ bạn ăn nhiều gà, ăn nhiều tôm, ăn nhiều cá, ăn nhiều rau xanh, ăn vừa đủ tinh bột, ăn đa dạng các loại trái cây đó, thì khi đó cơ thể của bạn nó có đầy đủ những cái dưỡng chất, khoáng chất, vitamin, axit amin thiết yếu. Như vậy thì khi đó cơ thể của bạn nó vừa tăng cường sức khỏe, bạn vừa đẹp hơn, bạn vừa khỏe hơn, cái thể lực bạn lớn hơn. Và những yếu tố đó nó diễn ra bởi một cái chìa khóa then chốt, đó là một cái chương trình lịch tập, bài tập xây dựng một cách bài bản để mà bạn có thể tập luyện 4 đến 5 ngày một tuần, mà bạn được chia đều ra, bằng mỏi đều ra cơ thể, kết hợp với việc bạn ăn uống dinh dưỡng một cách đầy đủ và khoa học. Nhớ nha, kế hoạch giảm cân của bạn sẽ cực kỳ dễ phá sản nếu mà bạn chỉ ăn và bạn không tập và vẫn hy vọng được giảm cân. Và mục tiêu của bạn là giảm cân một cách đầy đủ và lâu dài. Bởi vì nếu mà bạn chỉ cắt giảm cái lượng gluco, là cái lượng bạn chỉ cắt cái lượng tinh bột, cái lượng năng lượng, thì điều gì sẽ xảy ra? Khi glycogen cạn kiệt, cơ thể sẽ chuyển sang dùng mỡ dự trữ. Ok, lúc này mình sẽ giảm mỡ một tí xíu. Nhưng bởi vậy cách duy nhất để giảm cân là duy trì tình trạng năng lượng tích cực, sử dụng nhiều calo hơn đã nạp vào trong một cái thời gian dài. Ở đây là tăng cường và ăn một cách khoa học để mà cơ thể của bạn gia tăng cái trao đổi chất. Còn nếu mà bạn sử dụng thường xuyên, cái việc là bạn ăn ít đi và bạn không tập, thì đến một lúc nào đó cơ thể của bạn nó sẽ dùng luôn, nó tự động nó sử dụng cái cơ bắp trong cơ thể của bạn đã tạo thành năng lượng, và khi đó bạn mất đi các khối lượng cơ bắp, bạn vừa yếu đi, bạn vừa tăng mỡ, và khi trao đổi chất chậm của bạn thì mỡ của bạn nó lại tăng thêm nha. Nhớ hiểu cái chỗ này nghe nó hơi phức tạp, nhưng mà để mà dễ hiểu và đơn giản là hãy tập đi, hãy ăn đi một cách khoa học, cơ thể của bạn sẽ tăng cường cái trao đổi chất, và khi đó bạn sẽ giảm cân, giảm mỡ và đẹp, và kế hoạch của bạn giảm cân của bạn sẽ không còn phá sản, nó sẽ thành công nha. Còn nếu mà bạn chưa biết cách để đạt được cái vấn đề đó, chưa biết cách xây dựng một chương trình lịch tập đầy đủ, một chế độ meal plan, một chương trình lịch tập cái inbox bay đăng ký phòng online của Randolph Fitness, rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Randolph Fitness.